Hello, xin chào các bác nha. Hôm nay lên tiếp cho các bác một bộ Shure SLX đầu SM58 hoặc là Beta58A ha. Có hai lựa chọn cho các bác. Hàng thì còn rất là đẹp nha các bác. Các bác có thể nhìn đầu thu đi ha. Đầu thu còn nét nền nẹt ha. Model của nó là SLX nha các bác. Đây là tai mic này, các bác xem đầu thu đi ha. Cực kỳ đẹp luôn. Tai mic cũng tương tự như vậy, tai mic cũng rất là đẹp. Đầu SM58 ha, giá là 7 triệu thôi nha các bác. Nếu lấy đầu SM58 giá là 7 triệu ha. Còn đầu Beta58A thì giá là 8 triệu các bác nha, giá là cực kỳ tốt luôn nha. SLX này thì nó pin là pin 2A các bác nha. Pin 2A, pin thông dụng của mình đó. Hàng còn rất là đẹp nha các bác. Và giá là cực kỳ hợp lý luôn. SM58 giá là 7 triệu, Beta58A giá là 8 triệu ha. Đây, phụ kiện đi kèm tăng kèm 2 chống lăn với giắc 6 ly nha. Cam kết là hàng riêng xịn, hàng chính hãng nước ngoài các bác nha. Hàng xịn nha đó. Giá cực kỳ tốt. Đầu SM58 thì giá là 7 triệu, còn Beta58A giá là 8 triệu ha. Rồi, cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.